Đấu La Đại Lục phần 2 tập 454, hồn linh thứ hai của Hắc Vũ Hạo, tuyệt thế đường môn. Thiên Mộng Băng Tầm ngừng kết thành một gương mặt người, dáng vẻ bất đắc dĩ rồi nói, cái này chính là dung hợp hoàn toàn với người, tuy nhiên thần của ta vẫn là còn phong ấn, nhưng ta ở trong tinh thần hải này rồi. Cái thân thể này thực tế chỉ là do ý thức của ta ngưng tụ mà thành, chính xác mà nói. Ta bây giờ như là kẻ ăn bám trong thân thể của ngươi, bất kỳ lúc nào ngươi cũng là muốn có thể đuổi ta ra ngoài, và lúc đó ta cũng là xong đời luôn. Vũ Hạo cả giận rồi nói, các đừng có đặt giả thiết căn bản không xảy ra đó có được hay không. Thiên Mộng Ca trở lại, gây hại gì cho hắn được cơ chứ. Thiên Mộng Băng Tầm cười khà khà rồi nói, không sao không sao, thật ra bây giờ dù ta có rời khỏi tinh thần hải của ngươi cũng là không chết được. Nghi thức kia của Y La Các Tư thật là thần kỳ, khiến cho cả ta và băng đế cũng là có biến đổi. Biến đổi, Vũ Hạo có hiểu nhìn nó. Thiên Mộng Băng Tầm liền nói, sao ngươi lại là trở lên ngốc như vậy? Hồn linh đó, có thể nói ta và băng đế không phải là tự nguyện đem lực lượng của mình và tinh thần lạc ấn cũng là dung hợp với ngươi hay sao? Phong ấn hồn linh của ta hôm đó đã là hoàn thành rồi. Có điều bọn ta khác với tiết đế, phải nói chính xác là thành công hơn mới đúng. Ví dụ như là vì dù gì chúng ta cũng là đã sớm dung hợp một thể với ngươi từ lâu rồi, bản thân từ trước đã là một phần của ngươi. Vũ Hạo trợn mắt há mồm rồi nói, Thiên Mộng Ca, các nói là ca cũng là trở thành hồn linh của ta, nghĩa là ca cũng là có thể rời khỏi cơ thể của ta để chiến đấu. Thiên Mộng cười khì rồi nói, chiến đấu này nọ ta là không quan tâm cho lắm, bất quá là ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh thì là được. Do vậy ta cũng là còn chưa hoàn toàn là hồn linh của ngươi, cần chuyển hóa thêm tí nữa. May là ngày trước ta thông minh, giúp ngươi hấp thu cái hồn ký mô phỏng kia. Bằng không nếu như thế này, đến lúc ta chân chính là hồn linh, ngươi sẽ là không thể nào giải phóng ra võ hồn nữa. Vũ Hạo thất kinh rồi nói, bởi vì ca chuyển hóa thành hồn linh 100 vạn năm, nên là hồn hoàn tăng thêm cho ta không giống như là bình thường hay sao? Thiên Mộng Băng Tầm gật đầu rồi nói, ta nào còn hồn hoàn cho ngươi, hồn hoàn của ta từ lâu đã là một phần cơ thể của ngươi rồi. Có điều khi mà ta hóa thành hồn linh, hình dạng hồn hoàn chắc chắn cũng là có biến hóa, khác một chút với tuyết đế, còn cụ thể nó thế nào thì ta cũng là bây giờ ta cũng không biết, đến lúc đó là hai ta sẽ biết thôi. Vũ Hạo liền nói, có cần phải chuyển đổi cái gì để ca thành hồn linh? Thiên Mộng Ca, ca muốn trở thành hồn linh sao? Nếu như làng ca không muốn, ngàn vạn lần cũng là đừng miễn cưỡng. Thiên Mộng Băng Tầm huyễn hóa ra cái mặt người lộ giận đùng đùng rồi nói, ngu xuẩn, đương nhiên là phải muốn rồi, không lẽ là cứ giữ cái bộ dáng này hoài không ra ngoài được, chẳng lẽ là cả phần đời còn lại chỉ là được nhìn cái mặt ngu của ngươi? Ta đang mong chờ cái ngày trở thành hồn linh đây, đặt chân trở lại thế giới bên ngoài, trí thông minh của ta vẫn là còn ý nguyên, dĩ nhiên là phải ham muốn trở thành hồn linh rồi. Nhưng mà nói chung thì là cũng chẳng có tác dụng nhiều cho ngươi đâu, bản thân ta là công chuyển chiến đấu, qua lắm thì làm vài tình huống đặc biệt nào đó giúp ngươi vài năng lực mà thôi. Việc cần làm cũng là đơn giản, chỉ cần ta và ngươi lập một khế ước là xong. Vũ Hạo cười rồi nói, vậy ta không khách khí nữa, có điều lão sư đã nhắc nhở, hồ linh là không thể dung hợp quá nhiều, vì sẽ là tiêu hao rất nhiều tinh thần lực bản thân, ca không phải là muốn hút cạn tinh thần của ta đấy chứ. Thiên Mộng Băng Tầm nổi cáu rồi nói, ta thật sự là không hiểu sao, ngày đó lại là chọn cái tên ngu đần như người mà là gá thân vào. Ta nói rồi, mọi thứ đã xong hết, bây giờ chỉ là có cần một cái khế ước nữa là hoàn thành, có hút thì là đã hút lâu rồi. Và lại anh ta và băng đế khác với tuyết đế, hai ta từ lâu đã là dung hợp vào cơ thể của ngươi, độ hòa hợp rất là cao, bản thân cũng là đem tinh thần lực của mình bổ sung cho ngươi, trở thành tinh thần lực của ngươi rồi, vậy thì cần cái gì phải là tinh thần lực của ngươi nữa? Bằng không ngày đó ngươi dung hợp với tuyết đế, ngươi đã là bị ba luồng tinh thần của bọn ta xé ngươi ra làm ba mảnh rồi. Thôi mau đi, lập một cái khế ước để ta còn đi ra ngoài sao ngu thuần thúy. Yêu cầu này đương nhiên là Vũ Hạo cũng là không cự tuyệt, lập tức là niệm chú ngữ mà Y Lai Khắc Tư để lại cho hắn. Tinh thần hải được chú ngữ bình ổn lại, Thiên Mộng Băng Tầm cũng là thôi cao máy, yên lặng lơ lửng tại chỗ. Đôi mắt của Vũ Hạo dần dần là biến thành màu vàng, tay phải là giơ lên, vẽ giữa hư không những ký hiệu thổi nó bay tới Thiên Mộng Băng Tầm. Thiên Mộng Băng Tầm cũng là chậm rãi nhắm mắt, nhưng ký hiệu chạm vào người nó, làm cho nó thu nhỏ lại một chút, tinh thần lực là dịu êm xoay quanh thân, từng chút biến hóa Thiên Mộng Băng Tầm. Vũ Hạo cũng là cảm thấy rõ ràng, một cái cảm giác thoát ly. Đúng vậy, Thiên Mộng Băng Tầm đang là thoát ly nguyên thần của nó, đem ra để lại trong cơ thể. Thân thể huyễn hóa của Thiên Mộng Băng Tầm càng lúc càng nhỏ, nhưng cũng là càng trở nên chân thật hơn, ký tức sinh mệnh càng lúc càng đậm. Sinh mệnh 100 vạn năm hóa thành nguyên mệnh và nguyên thần. Giao cho Vũ Hạo, đó là hai chí bảo quan trọng nhất của Thiên Mộng Băng Tầm. Lúc này dưới tác dụng của kế ước, nguyên mệnh quán cũng là bị đánh thức, toát ra sinh mệnh lực khổng lồ, nhưng chúng nó là không dung hợp với Vũ Hạo mà là đang gia cố ngừng kết thân thể Thiên Mộng Băng Tầm. Chú ngữ cuối cùng của Vũ Hạo thành công xâm nhập, khế ước đã là thành lập. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên,
Thân thể của Thiên Mộng Băng Tâm lại là nhỏ lại chừng bàn tay, nhảy lên trước, đôi mắt là vàng nhỏ nhỏ đầy hưng phấn. Trên trán nó có một cái ấn ký kim sắc, giống như là con mắt dựng đứng, chính là ký hiệu khế ước của Vũ Hạo. Đúng như Thiên Mộng Băng Tâm đã nói, Vũ Hạo dùng khế ước này với nó, hoàn toàn là dễ dàng hơn Tuyết Đế rất là nhiều. Thậm chí là Vũ Hạo chẳng hề nhận thấy một chút bất ổn nào trong tinh thần lực hay là hồn lực. Khế ước đã là hoàn thành, từ lúc nào Thiên Mộng Băng Tâm trở thành hồ linh thứ hai của hắn vậy? Véo một cái, Thiên Mộng Băng Tâm là đột nhiên biến mất khỏi tinh thần hải. Ý thức của Vũ Hạo cũng là trở lại bản thể, chân thân đang làm ngủ cũng là mở mắt ra. Thế giới bên ngoài lúc này đã là khuya, Đông Nhi cũng là đi tới, trong phòng chỉ là còn lại một mình hắn. Đông Nhi đi lúc trời vừa sập tối, Vũ Hạo cũng là dù chưa tỉnh nhưng mà cơ thể chẳng có vấn đề gì cả. Đông Nhi suy nghĩ cũng là không biết hắn tỉnh lại thì là nói chuyện thế nào, nên là cố ý tránh đi. Nàng nghĩ rằng có lẽ là ngày mai sẽ là khác, mọi người sẽ là quên chuyện hôm nay, hắn sẽ là cho nàng một lời giải thích hợp lý. Tâm trạng khiến cho mọi người dễ mỏi mệt mỏi, Đông Nhi trở lại phòng mình nên là ngủ say. Thiên Mộng ca, Phú Hạo cũng là bật dậy khỏi giường khẽ gọi. Hé hé, ngươi không cần tìm ta, ngươi không tìm thấy ta đâu. Giọng Thiên Mộng Băng Tâm vang lên trong đầu của Phú Hạo. Phú Hạo cười khì rồi nói, ca quên tất là cho ta tinh thần tham giác sao chứ. Lập tức hồn ký thi triển ra bao phủ cả phòng. Ngươi là đồ xỏ lá. Thiên Mộng Băng Tâm tức tối là quạng quọ. Phú Hạo cũng là có tinh thần tham giác sẽ thẳng tìm ra nó, thì ra vẫn là ở trên người, trốn trong những lớp áo. Tùm lấy con tằm nhỏ nhỏ, nhỏ xíu cầm ở trên tay, nhìn dáng vẻ của Thiên Mộng mà Vũ Hạo cũng là phì cười. Thiên Mộng Băng Tằm lúc này cực kỳ là dễ thương, dài khoảng là 6-7 thốn, to là như là ngón út, thân thể như là bạch ngọc, ngoài ngoài tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Thân hình tuy là nhỏ bé nhưng lại toát ra ký tức sinh mệnh, nhiều đến mức là thậm chí Vũ Hạo cũng là ngỡ là mình đang cầm trên tay một khối sinh linh kim. Cặp mắt sáng vàng của nó trong đêm tối thì là vẫn sáng như là đom đóm. Thiên Mộng ca, sao ta thấy ca với linh hồn linh của Tuyết Đế khác nhau nhiều nhỉ? Vũ Hạo nghi hoặc rồi hỏi. Thiên Mộng Băng Tâm đắc ý rồi nói, dĩ nhiên là phải khác rồi, đừng quên ta là hồn thú 100 vạn năm, hơn nữa ta và người dung hợp đã là lâu, chẳng những trí thông minh là không mất đi mà lúc này ta đã là có thân thể lộc độc lập, chẳng cần mượn năng lực của người để sống nữa. Xem này, con tầm bé bé trong tay của Vũ Hạo đột nhiên là sáng lên lấp lánh. Vũ Hạo trợn tròn mắt kinh ngạc, thình lình một tia sáng bắn ra từ hồn đạo khí chữ vật của hắn rơi xuống bên cạnh. Thiên Mộng Băng Tâm mà là không đem nó ra, có lẽ Vũ Hạo cũng là quên mất mình có thứ này. Đó chính là bộ da của nó bỏ lại sau khi dung hợp với Vũ Hạo ở tinh đối đại xâm lâm. Cũng nhờ có bộ da này mà bọn họ cũng là dụ được băng đế khống chế rồi thuyết phục bà lương kia dung hợp làm võ hồn thứ hai của Vũ Hạo. Bộ da màu trắng lấp lánh được Thiên Mộng Băng Tâm điều khiển bằng tay của nó. Nó há mồm cắn vào giữa bộ da, một luồng ánh sáng trắng vàng tỏa ra chui vào trong bộ da. Bộ da càng trở lên sáng hơn, rồi từ từ thu nhỏ lại, sau đó là áp vào thân thể của Thiên Mộng Băng Tâm. Ta biết rồi, Vũ Hạo đột nhiên là la lên, tròn mắt khó tin nhìn Thiên Mộng Băng Tâm. Nó đang làm một việc giống như là mượn xác hồi sinh vậy, có điều là xác của chính mình. Ban đầu thì là ở gá vào thân thể của Vũ Hạo, đến thời điểm tốt, nó lại dùng ấn ký nguyên mệnh trùng sinh, dung hợp trở lại với bộ da trước, trở thành một con Thiên Mộng Băng Tâm mới hoàn toàn. Đây là một sinh mạng mới. Do vậy là không cần trở lại cơ thể của Vũ Hạo, nó cũng là có thể tự sinh tồn, thậm chí như là nguyên sơ ban đầu. Thật là khó tin, Thiên Mộng ca đang tạo ra một sinh mệnh đó. Vũ Hạo kinh ngạc lẩm bẩm, cuối cùng bộ da đó đã là hoàn hảo trở lại thành Thiên Mộng Băng Tâm. Thiên Mộng Băng Tâm gật gù đắc ý rồi nói, sáng tạo sinh mệnh đâu có được, ta đâu phải là sáng tạo, nói thế nào nhỉ, chỉ gọi là mô phỏng mà thôi. Do nguyên mệnh khí ân khí của ta được bảo tồn hoàn hảo, sau khi ta và đệ lập khế ước hồn linh, ta đã là có thể tự do ra ngoài. Tuyết đế thì lại là khác, nàng ta trở thành phôi thai nhân loại, lên khi tuyết đan sắp nổ, thân thức của nàng ta cũng là tiêu tán và dung hợp. Đó là tình huống thông thường đệ cũng là như là hồn sư khác sẽ là gặp nếu muốn tạo hồn linh cho mình. Còn ta đã là dung hợp với người từ lâu lắm rồi, mà lúc đó ta là cường đại hơn người gấp bao nhiêu lần. Ta có thể dùng nguyên mệnh của mình hấp thu nguyên lực thiên địa cho sinh mệnh nguyên lực của ta. Nhưng mà cho dù là ta không cần lương tựa vào năng lực của ngươi, vẫn là phải lại thuộc vào khế ước đã là lập với ngươi. Nếu ngươi hủy đi khế ước đi, ta chắc chắn sẽ là chết. Nói một cách khác, một khi ngươi chết, ta, Tuyết Đế và Băng Đế cũng là sẽ chết theo. Ta chỉ là khác hai người kia là khi mà ra ngoài một thời gian cũng là không cần trở về. Tính tự chủ của ta là cao. Mặc dù nguyên thần đã là đã gá vào ngươi, nên là không thể thi triển ra năng lực hệ tinh thần. Còn sinh mệnh vẫn là có thể hỗ trợ. Là hồn linh của siêu hồn thú 100 vạn năm duy nhất của đại lục, ta đâu phải là chỉ là cúc củi mục. Nói tới đây, vẻ mặt của Thiên Mộng Băng Tâm là đắc ý thấy rõ. Để giải phóng ra võ hồn của mình xem. Phú Hạo nghe lời phóng ra võ hồn linh mâu của mình,
Trong phòng lúc này cũng chỉ là có một mình hắn, nên hắn cũng là không cần thiết xấu đi màu sắc của hồn hoàn. Năm cái hồn hoàn lần lượt xuất hiện ra, một trắng bốn đen. Sau khi hấp thu được tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tắm, hồn kỹ mô phỏng đã là tăng cấp độ lên là vạn lắm. Nhưng mà lúc này hắn chỉ là chú ý đến bốn hồn hoàn màu đen, vì là đang bị hấp dẫn cực độ vào hồn hoàn màu trắng 100 vạn năm. Ban đầu trạng thái bình thường, màu sắc của nó là trắng ngà, chẳng có gì khác cả, rất là có phân biệt với hồn thú 10 vạn năm. Thế nhưng mà bây giờ đã là khác rồi, màu trắng này như là ngưng tụ từ ánh sáng, nó trong suốt lấp lánh rất là đẹp mắt. Và Vũ Hạo cũng là nhận thấy rõ ràng, màu sắc hồn hoàn không còn là màu trắng nữa. Hồn hoàn màu trắng rực rỡ bồng bềnh, cứ như là một vật thể chân thực trước mắt vậy. Bất giác hắn đưa tay lên định là chạm vào. Hồn hoàn khác nhau thì là hắn cũng là cảm nhận được, nhưng làm sao có thể sờ nắm gì được thế. Thế nhưng cái hồn hoàn này vừa chạm đến hắn lại là thấy rất là ấm. Cảm xúc rất là thật, hồn hoàn rực rỡ hóa thành thực thể, giống như là ngọc quế để là điều khác. Chỉ chạm tay một cái mà hắn cũng là cảm thấy tinh thần rung động rồi. Thiên Mộng Băng Tầm nhẹ nhàng bay đến trước mặt Vũ Hạo rồi nói: "Hồn hoàn thực chất hóa, đây là năng lực của hồn linh 100 vạn năm, nhìn kỹ nha." Vừa nói xong, Thiên Mộng Băng Tầm có là nhảy vào giữa hồn hoàn kia, thân thể nó lên là phát sáng kim quang, rồi là bị xoay vòng vòng trong cái hồn hoàn đó. Những vòng ánh sáng kim sắc hình thành, rồi lập tức là cả hồn hoàn cũng là bị nhuộm thành màu vàng. Hồn hoàn bay lên, ngừng lại ở đỉnh đầu, kim quang bao trùm lấy hồn hoàn, tạo thành một cái thuần dưỡng đường kính là 10 mét, bồng bềnh lờ lững. Thuẫn, Vũ Hạo là nghi hoặc rồi nói: "Sinh mệnh phản xạ thuẫn, đây là năng lực hồn linh của ca, cái tên này hay chứ hả?" "Cũng là thường thôi," Vũ Hạo tặc lưỡi. "Thường sao?" Thiên Mộng Băng Tầm là gầm như là hét lên. "Ngươi nói là bình thường, có biết là sinh mệnh phản xạ thuẫn này có lấy sinh mệnh lực của ta làm cơ sở, lấy tinh thần hải của ngươi làm kết cấu mà là thành hay không? Có thể phản hồi cả công kích vật lý lẫn là tinh thần. Nếu đối thủ thực sự là yếu hơn ngươi thì là phản hồi toàn phần. Nếu thực lực là cao hơn người, ít nhất là cũng là phản hồi được vài phần. Phần còn lại cũng là được sinh mệnh phản xạ thuẫn mà phân tán đi. Dùng sinh mệnh lực của ta nhận lấy, trừ phi sinh mệnh lực của ta là chịu hết nổi, bằng không chẳng có công kích nào làm hại được người cả." "Cái gì cơ?" Vũ Hạo cũng là há mồm trợn mắt. "Cái này chẳng phải là thường à nha, phải nói là thần ký bảo mệnh mới đúng." Nhưng mà Vũ Hạo cũng là nhận ra vài vấn đề, vội hỏi: "Thiên Mộng ca, phạm vi phòng ngự của thuẫn này là bao nhiêu? Một ngày có thể dùng mấy lần? Nếu như là kẻ địch công kích quá mạnh có tổn thương đến ca hay không?" Thiên Mộng Băng Tầm tỏ ra hài lòng rồi nói: "Coi như tiểu tử nhà ngươi cũng là có lương tâm, biết quan tâm đến ta. Trên lý thuyết thì tấm thuẫn này sử dụng bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà thực tế ta đề nghị là một ngày chỉ dùng 3 lần mà thôi. Cũng là không phải là vì sợ ta tiêu hao hồn sinh mệnh lực quá lớn, mà là vì hồn kỹ này lấy tinh thần hải của ngươi làm kết cấu. Khi mà thi triển ra, ta tiêu hao sinh mệnh lực còn là ngươi tiêu hao là tinh thần lực. Nếu như cứ phóng bừa ra thì là sẽ làm mau tổn thương đến nguyên thần của ngươi. Sau đó một ngày 3 lần là ok rồi. Còn vấn đề công kích kẻ thù quá mạnh, ta thấy là người khỏi lo đi. Nếu mà kẻ địch có thể nháy mắt là kích sát sinh mệnh lực khổng lồ của ta, vậy người có khả năng sống sót.